xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Kizen Daily. Ngày hôm nay là một ngày Duyên cảm thấy rất là thoải mái, kết thúc những cái chuỗi ngày đi làm rồi là đi du lịch, rồi sau đó lại đi làm và sau đó lại đi du lịch. Và ngày hôm nay là mình đã có một cái ngày có thể ở nhà một cách trọn vẹn nhất. Đối với cái vlog lần này thì Duyên sẽ chia sẻ cho mọi người cùng biết xem rằng là nếu mà Duyên có một ngày nghỉ ở nhà đi thì Duyên sẽ làm gì, và Duyên sẽ bật mí cho mọi người để làm sao có được những cái món ăn mà nó vừa tốt sức khỏe này và nó rất là ngon nữa. Hãy theo dõi vlog này của Kỳ Duyên Daily nha. Trong ngày rất là tốt cho cơ thể của mình, một cái cách làm cho tất cả các giác quan của chúng ta nó mở ra. Khi mà Duyên tập một vài những cái động tác xong á, thì Duyên có dành một khoảng thời gian để mà mình có thể mình ngồi mình thư giãn. Nó không phải là thiền đâu, bởi vì thiền nó là một cái bộ môn hoàn toàn khác. Duyên thường dành ra cho mình khoảng 15 đến khoảng 30 phút để cho mình cảm giác thực sự là thư thái trong cơ thể của mình. Và nó cũng rèn luyện cho mình một cái tính cách, mình làm cho mình cảm thấy rất là mình kiên trì hơn. Bởi vì là cuộc sống hàng ngày của mình á, bận rộn này và phải rất là nhộn nhịp rồi, thì những cái ngày nghỉ của mình á, đặc biệt là vào buổi sáng như thế này, thì mình có thể dành ra 15 đến 30 phút mình ngồi mình nghe những cái nhạc tiếng suối chảy này, hay là những cái tiếng nhạc du dương. Thực sự là nó là những cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy là rất là thư giãn và thả lỏng cơ thể của mình hoàn toàn. Nước hoa hồng. Duyên cũng đã mention về cái sản phẩm này rồi, đó chính là vitamin C đến từ nhà của Dear Class. Đây là một sản phẩm mà giá thành rất là ok này, nó khá là lành tính và mình dùng trong một khoảng thời gian thì mình không hề thấy có bất cứ một cái tác dụng phụ nào cả. Nó giúp cho cái làn da của mình tươi trẻ hơn, giảm đi những cái vết thâm này và làm cho làn da của mình đều màu hơn, nó không quá đặc. Đó. Nhưng mà khi mà mình sức lên da của mình á, Duyên cảm nhận rất rõ cái nó rất là dễ thấm này, nó không bị nhờn này, không bị rít này. Mình chỉ cần xoa lên, mình massage một lúc thôi. Duyên sẽ dùng hai lần, đó chính là lúc một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Nguyên một lọ đây, tôi đã dùng gần hết rồi. Tiếp sản phẩm đó chính là kem chống nắng. Ở nhà nhưng mà vẫn phải sử dụng kem chống nắng nha mọi người ơi. Lúc nãy mọi người có thể thấy là Duyên ngồi ở ngoài gần cửa như vậy là ánh nắng nó bắt đầu nó chiếu vào, thì buộc là Duyên phải có một cái lớp bảo vệ cho làn da của mình. Đó, nếu không là da của mình nó sẽ bị thâm này hay là bị nám. Sản phẩm kem chống nắng đến từ nhà Sun by Me nha mọi người. Thì nó có 3 cái đặc điểm mà Duyên rất là thích. Thứ nhất, khi mà Duyên dùng cái sản phẩm kem chống nắng này thì nó giúp tốt trong cái việc là kềm dầu. Cái thứ hai, không để lại vệt trắng lên trên da nha mọi người. Riêng đối với cái kem chống nắng này này, đây mọi người thấy không? Là Duyên xoa một lúc rồi, đó là nó đã thấm trên cái làn da của mình luôn, không bị cảm giác bết dính này. Đây, sờ vào rất là thích. Mùi hương kiểu mùi hương thảo mộc quá, dễ chịu lắm mọi người ạ. Không phải là giống như là những cái mùi hương mà của kem chống nắng mà mình hay ngửi thấy đâu. Mùi thảo mộc rất là dễ chịu nha. Đó, thì đấy là ba cái đặc điểm mà Duyên rất là thích của cái sản phẩm kem chống nắng này của nhà Sun by Me. Mình có thể sử dụng cho mặt này, cổ này, vai, tay, chân, nói chung là full body luôn. Đó, nhưng mà sức mặt thôi nhở, sức cả body thì hơi tiếc một tí. Thank you.
Ngày hôm nay thì chiếu với đất lần này thì Duyên sẽ giới thiệu cho mọi người những cái món ăn nào mà rất là dễ làm này, rất là healthy, giúp cho mình có thể giữ cân hoặc là giảm cân nếu mà bạn nào đang muốn giảm cân. Đối với cá nhân mình thì mình thấy nó rất là ngon. Đó thì hôm nay Duyên sẽ thử giới thiệu cho mọi người để mọi người có thể tham khảo xem là cái cách mà Duyên ăn ở nhà nó sẽ như thế nào nhá. Để chuẩn bị cho bữa trưa của mình thì bây giờ buổi sáng thì Duyên sẽ dành thời gian để mà mình chuẩn bị sơ chế trước cái này. Còn sau đấy thì mình sẽ chuẩn bị bữa sáng cho mình ăn. Ok, bắt đầu thôi. Đợt đi Thái Lan vừa rồi á, mua được rất là nhiều những cái món đồ xinh xắn. Tập dề này là một cái mà mình đã sắm được trong cái chuyến đi du lịch Thái Lan vừa rồi. Rồi, bây giờ Duyên sẽ bắt đầu sơ chế cái ức gà này nhá mọi người. Mọi người có thể luộc sơ qua cũng được, nhưng mà Duyên thì thấy như thế vậy là đủ rồi. Chỉ có cái phần nếu mà mình có xương heo á, mình mới nên luộc qua một lần để cho nó sạch thôi. Đây, cái này thì Duyên chỉ cần rửa sơ đi là được. Đây là phần xương ức gà sau khi mà Duyên đã rửa xong. Còn đây là cái phần thịt ức gà nha mọi người. Sau khi mà mình rửa xong ấy thì mình cần phải thấm cho nó khô đi. Cái phần ức gà này mình có thể là mình áp chảo nữa. Đây là mình không thể nào mà mình để cho nó bị ướt được. Thường thì Duyên sẽ để nó ở trong cái khăn giấy khô như thế này. Đây là cái phần nồi cơm điện mà hôm bữa Duyên có up lên trên Instagram của mình á. Thì cái nồi này đúng là kiểu giống như là mình tìm được chân ái á mọi người. Cái nồi này nấu cơm rất là ngon và có thể hầm được xương nữa. Hành khô và gừng. Tại vì thật ra bản chất của thịt gà nó cũng khá là tanh nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ cho thêm nước vào. Đây. Rồi. Đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho nó vào nồi. Cái nồi này của mình thì nó có cái chế độ hầm chicken soup. Rồi, ghê chưa? High tech không? Cái này để cho máy móc nó tự làm thôi. Còn sau đấy thì trong lúc thời gian chờ đợi thì mình sẽ làm cái việc của mình. Trông rất là ngon đúng không? Bây giờ Duyên sẽ tiếp tục chỉ cho mọi người một cái công thức ướp gà bất bại nhá. Từ hồi mình phát hiện ra cái công thức này của mình xong ấy thì mình không hề ngại ngần gì trong cái việc là mình ăn ướp gà nữa. Thì thường thì Duyên sẽ cắt một nửa ra để mình có thể chia ra thành hai lần ăn cho mình. Thường ướp gà như thế này thì Duyên sẽ cho vào đây một ít muối này. Chúng ta cho vào đây một ít tiêu. Tiếp theo là một chút đường ăn kiêng. Một chút dầu ăn, dầu olive nha. Duyên sẽ cho xả bột này. Bỏ bột, hành bột. Nửa cân ướp gà thì Duyên sẽ cho gần một thìa xả bột và một nửa thìa hành bột thôi. Cái tỏi này cũng vậy, cho cái lượng của nó bằng cái phần hành bột. Thêm một loại gia vị nữa. Cái loại gia vị này là một loại gia vị ướp cho thịt rất là ngon. Đó, của hãng này nha mọi người. Thì mọi người có thể tìm cái loại gia vị này ở những cái cửa hàng bán đồ nhập khẩu. Nó có cái mùi như kiểu mùi thịt nướng. Thơm lắm, không biết diễn tả như thế nào. Không thể quên một cái gia vị rất là ngon khi mà mình sử dụng. Dầu hào nha mọi người. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê. Rồi, sau khi mà mình đã cho đủ gia vị xong thì bây giờ Duyên sẽ mix lên. Mọi người nhớ đeo bao tay vào cho vệ sinh nhá. Cái này thì mình chịu khó mình bóp một xíu, lâu một xíu cho những cái gia vị này nó đừng ngấm vào trong phần thịt ướp gà của mình nhá. Đây là cái phần thịt ướp gà mà sau khi mà Duyên đã chà sát gia vị trên này. Đó, rồi bây giờ mình sẽ để trong tủ lạnh nhá. Giờ Duyên sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng nhá. Thì thường bánh mì thì Duyên sẽ mua ở ngoài tiệm và mình sẽ cắt lát sẵn như thế này. Rồi sau đó là mình sẽ để vào trong tủ đông. Rồi khi nào mình ăn thì mình sẽ bỏ ra cho vào lò nướng. Thì thường Duyên sẽ ăn 2 lát bánh mì này với 2 quả trứng ốp la và thêm một chút dưa leo hoặc là cà chua. Đó, nói chung là bữa sáng của mình nó rất là đơn giản thôi. Cho vào lò nướng.
sắp chín rồi. Để khoảng 1 phút thì trứng của mình đã được một mặt rồi. Đổ ra đĩa thôi. Yeah, bánh mì chín rồi. Công nhận có cái máy rửa bát này tiện thật đấy. Đợt này mình ít ở nhà, cũng đi suốt mọi người ạ. Nên là lần này nhìn vườn cây của mình hơi bị sơ sát một tí. Nên là bây giờ mình phải chăm sóc cho các em ý thôi. Tới cây nhá. Đây cũng là một nơi mà mình cũng rất là thích mỗi khi mà mình ở nhà. Kiểu có thể đứng ở đây và nhìn thấy được khung cảnh xung quanh thành phố. Rất là thoải mái và dễ chịu nha. Đây là cây hoa giấy này. Lần này mình sẽ tự ra hứa với lòng mình rằng là sẽ chăm sóc cho các em ý nhiều hơn. Không có lô là các em ý nữa. Hơi héo úa rồi. Cũng hơi đói rồi mọi người ạ. Chắc là bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bữa trưa nhá. Đây, mọi người thấy cái màu nước này. Rồi, bây giờ Duyên sẽ bắt đầu làm món bún ức gà của mình nhá. Giá đỗ và hoa chuối. Thì hai cái này nó khá là hợp với các ức gà. Máy này để diệt khuẩn. Rồi, mình sẽ ngâm ở đây một lúc. Thật ra Việt Nam mình khác với đồ ăn ở nước ngoài á, là đồ ăn Việt Nam mình có rất là nhiều các loại gia vị khác nhau. Trước đây kiểu đôi khi ở mình cũng hay đi du lịch nước ngoài á, thường đi như thế xong kiểu mình vẫn hay bị nhớ đồ ăn Việt Nam ấy. Rồi, trong lúc chờ đợi rau của mình thì mình sẽ nấu trước cái bún này nhá. Thường mỗi lần mà trong bữa ăn của Duyên á, Duyên không có cân đâu mọi người. Tại vì thật ra mình anyway thì mình ăn đồ healthy á, nhưng mà kiểu mình cũng phải cho nó dễ thở một tí. Đây là cái phần bún mà Duyên sẽ ăn trong cái bữa ăn của mình. Nhưng mà chủ yếu thì Duyên sẽ ăn nhiều đó chính là rau và ăn thịt để mà mình bổ sung protein. Rồi, cho một ít bún đi vào. Đợi một tí, hơi ít nhỉ, cho tí nữa đi. Đây là một cái phần quà của các bạn Quýt Quýt. Wow. Đấy là các bạn Quýt Quýt là tặng một thùng đồ ăn luôn, toàn đồ ăn healthy gồm các gia vị này, rồi là các loại bún này, rồi các loại đồ ăn vặt này. Thì cái bình thường là Duyên hay ăn bún gạo lứt cơ, nhưng mà bún gạo lứt hết rồi nên là Duyên hay ăn bún nghệ này. Đó. Rồi, trong lúc chờ đợi thì mình sẽ sơ chế rau thơm đi. Quên mất. Ăn phở, ăn bún gà là không thể nào thiếu hành tây được.
mỗi lần chỉ ăn một tí như thế này thôi. Đó. Và bây giờ mình sẽ lấy một ít nước ở bên này sang. Nó phải rất là chất lượng luôn. Một bát nước gà thì sẽ là một bát nước sôi. Đó. Đây, cho mình miếng nhỏ này vào. Muối này. Một chút hạt nêm nữa. Cái này thì mọi người cứ gia giảm theo cái khẩu vị của mình nhá. Mình sẽ cho thêm một ít đường ăn kiêng. Rồi, đây là hành ngò này. Đó. Rồi, đây. Rồi, bây giờ Dinh sẽ ăn bữa trưa của mình nhé. Như bình thường á, thì Duyên thấy là mình có thể ăn không cần cho thêm thịt vào nữa cũng được. Tại vì là mình hầm xương gà á, nó đã có chất cho mình rồi. Nhưng mà tại vì bây giờ Duyên đang cần phải ăn thêm thịt ức gà á, để mình tập cho nó lên cơ nhiều hơn, thì mình buộc phải ăn thêm một ngày ạ. Đợt này thì Duyên đang học thêm, nâng cao về tiếng Anh để cho cái ngoại ngữ của mình là tốt hơn. Thường Duyên sẽ dành một khoảng thời gian khoảng 2 tiếng để mà mình có thể ôn lại những cái bài mà cô giáo đã dạy cho mình, cũng như là bổ sung cho mình thêm những cái từ vựng. Rồi, đồ giặt xong, bây giờ mình sẽ đi sấy. Ok, buổi trưa mình ăn bún ức gà hơi nhiều chất rồi. Bây giờ buổi tối mình sẽ ăn salad thôi. Salad thì mình sẽ không ăn thịt gì cả. Mình rất là thích ăn salad Caesar, nhưng mà mình không có biết làm salad đấy. Tại vì salad đó thì mình phải gồm rất là nhiều công đoạn. Nói chung là nhà hàng thì họ mới làm cho mình ăn thôi. Nhưng mà cái loại cheese này thì mình thấy rằng là ăn khá là hợp với nhiều loại salad. Nên là bạn nào mà muốn ăn cheese nhá, thì mình có thể lựa chọn cái loại cheese này. Duyên hay mua những cái loại sauce salad này này. Những cái loại sauce salad đóng sẵn như thế này thì mình về mình chỉ cần pha lại một chút với khẩu vị của mình thôi là ngon rồi. Đây, cho một ít đường vào. Rồi, bây giờ mình sẽ cho sốt vô đây. Mình cũng là một người rất là thích ăn tiêu nữa. Salad với cả sauce Italian dressing. Rất là dễ ăn, rất là ngon. Đây. Ngon quá. I can feel it in my bones.
to have some more. Got me looking like a clown. Someone always let us down. Tell me I'll be what I eat. Can I do that, got my needs. Close the door and kill the sound. Someone always let us down. I can tell that you're a dancer. Throwing your hands in the air that cuối cùng cũng đã vào trong những cái khoảnh khắc cuối ngày rồi mọi người ạ. Thêm một bước skin care trước khi mà lên giường. Thì vừa rồi là Duyên vừa sử dụng xong nước hoa hồng, nước lotion nha mọi người. Rồi, không tiếp tục là mình sẽ sử dụng vitamin C của nhà Dierclay. Cái này thì hồi buổi sáng Duyên cũng đã nói với mọi người rồi. Sau cái bước lotion là mình lại tiếp tục vào một bước này. Nhưng mà công nhận nha, ý là cứ hôm nào mà mình dùng cái này á, mà dùng 2-3 hôm liền là cái da của mình kiểu cảm giác nó cũng rất là căng, nó rất là mướt á. Serum. Cái này thì bạn nào mà kỹ hơn xíu thì mình có thể massage lâu hơn. Nhưng mà như mình thì bây giờ cũng buồn ngủ rồi nên là sẽ phải skincare nhanh chóng rồi lên giường đi ngủ thôi. Bước cuối cùng đó chính là bước dưỡng ẩm. Đây cũng là một cái sản phẩm mà buổi tối ngày hôm nay Duyên Skincare Duyên cũng muốn là recommend cho mọi người. Vitamin Tree Water Gel của nhà Amfrom, sản xuất tại Hàn Quốc. Tác dụng chính của cái water gel này là nó sẽ cấp ẩm, dưỡng ẩm cho cái làn da của mình. Mọi người có thể thấy được cái tinh chất ở trong này này, trong suốt này, đẹp không? Nhìn kết cấu cực kỳ đẹp luôn. Cảm giác là kiểu mình sức lên da á, nó giống như kiểu là mình vừa được tưới nước cho cái làn da của mình á, rất là thoải mái, rất là dễ chịu luôn. Nó có một cái tác dụng mà Duyên rất là yêu thích, đó chính là kháng viêm, ngăn ngừa không bị mụn. Da của mình này, bị make up này, rồi là đèn đóm nó thường chiếu vào thì đôi khi là cái lỗ chân lông của mình nó sẽ bị bí ở dưới một cái lớp make up cả ngày như vậy. Thì bây giờ hiện tại da của mình nha, là trộm vía đang chưa có cái mụn nào. Chỉ mong là sau câu nói này là ngày mai cũng đừng lên cái mụn nào hết. Đấy, vì thường thường là hay nói như thế là hôm sau bị lên mụn lắm. Đó là khi sức cái sản phẩm này lên á, xong là mình cảm thấy rằng là hoàn toàn làn da của mình là được dễ chịu một cách tối đa, rất là mát. Mặc dù là mình không để ở trong tủ lạnh nha, nhưng mà rất là mát luôn. Cảm giác là nó không hề bị bết dính hay là gì hết luôn á. Nó chỉ hơi ướt ướt này, nhưng mà nó thấm luôn ngay ở trên da. Cái sản phẩm này nhá, rất là phù hợp với những ngày nắng nóng, đặc biệt là ở Sài Gòn đi. Thì Sài Gòn là quanh năm là chỉ có một mùa thôi, đó chính là mùa nóng như thế này. Đặc biệt là những cái tháng bây giờ đang là tháng 8 đúng không, nắng nóng rất là nhiều. Và mỗi lần dùng cái này buổi tối nên mình cảm giác thực sự là làn da của mình được sử dụng điều hòa vậy đó. Bạn nào mà da bị khô nhá, hay là da hay bị lên mụn này, thì mọi người có thể sử dụng cái sản phẩm này để mà nó kháng viêm cũng như là cấp đủ nước cho cái làn da của mình. Ok, bây giờ đã cảm thấy thoải mái và đầy đủ các bước rồi. Bây giờ Duyên sẽ lên giường đi ngủ. Và ngày mai thì lại là một ngày rất là dài của mình, có rất là nhiều công việc để làm. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi vlog lần này của Kỳ Duyên Daily. Và Duyên mong rằng là mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho Kỳ Duyên Daily bằng cách nhấn like và share cho vlog lần này. Và nhấn subscribe cho kênh YouTube Kỳ Duyên Daily. Xin chào và hẹn gặp lại. Good night.